Con xin chào cô chú quay lại kênh sách Đức Thắng nha cô chú. Hôm nay con có lên cho cô chú hai cái F4 cho cô chú tham khảo. Giá rẻ. Bây giờ con lên cho cô chú cái đầu tiên. Này máy thì mặt ra trước nhìn khá còn mơ đẹp nha cô chú. Chỉ có chống nước sơn nhà điểm. Nó còn phần báo nhớt thì được có thay lại là cái mới này nha cô chú. Khi về bị bể với bị nứt cái dòng này nè, nó là con có thay cái mới. Còn máy thì là bên trong là hoàn toàn là zin hết, không có đụng chạm gì luôn. Về thì chỉ có xả dầu rồi chạy thôi. Đang mở thùng dầu ra coi cho cô chú xem coi. Nó lượt đầy đủ nha cô chú. Này thùng dầu thì thấy trên đây nó cũng còn hơi xe còn sáng nè, ở đây nó hơi xét nè, do như là để dầu lâu quá nó xét nha cô chú. Này bề mặt sau của nó nè, bánh chớn nước sơn rất là đẹp. Bu ly thì khi di chuyển về nó bị mẻ nha cô chú, bên ngoài bị mẻ. Này khung F4 là hoàn toàn là chưa bị xước mẻ nha, chưa bị gãy nha cô chú. Vô em lửa là nguyên bản này, khung nước nè. Bên còn bao không dụng gon không xì luôn. Số xe của cái này là 623614. Cô chú chốt rồi cô chú chụp máy số xe gì đây nha cô chú. Đây nắp cò. Ốc nắp vi láp đồ là chưa có giống mở cái chạy luôn. Đây con quay chậm kỹ ra cho cô chú coi nè. Ốc bét đồ đó. Nắp vi láp thì cái phần này chịu nhiệt nên là nó hơi chống nước sơn một xíu nha cô chú. Bông ga của nó vậy thì bông ga này là bông ga zin. Để mình mở thử nhớt ra. Mở giùm em cái anh đây. Để nhờ tiền mở nhớt không mở cây em nha. Lấy kìm. Giờ đang nhỏ tiền lấy kìm mở này ra coi nhớt còn mới không nha cô chú. Để coi nhớt nó có đủ hay không. Đây, đây là cụm nhớt là vô đồ này. Còn rất là mới. Đây, nhớt nó tới đây là vừa đủ nha cô chú. Có gạch nè. Đây, con ốc heo rồi nè. Con thấy là không có giá chạy xước khi luôn chỗ con ốc heo nha cô chú. Giờ để con nhờ anh Tiền test máy lên cho cô chú nghe tiếng máy tham khảo. Bơm còn rất là mạnh. Máy chạy còn giọng luôn nha cô chú, giọng kinh. Máy giọng kinh kinh. Máy chạy còn rất là nhuyễn nha cô chú. Nó bong bóng luôn nè nên nó đứng yên chỗ nè cô chú. Nắp chụp heo của nó đây cô chú nè, chốt con gắn lại cho cô chú nha cô chú. Hồi nãy con có vệ sinh lại nơi con áo này ra tay phá má chạy rất là tốt, lóc ở trong cũng rất là xanh. Chưa ra khói thôi, nhờ anh lên anh lớn lên. Mớp nha cô chú, nó
tay nghe nó hơi mớp chứ không phải lũ. Nó gan tì rất là đều. Rồi tắt gan tì. Cái này thì con bán cho chú ý, cô chú ý giá là 3 triệu 3 bao ship nha cô chú. Đó, cô chú làm được mấy này đi nghệ sư hội dân mình luôn. Hôm qua thì cô chú cái thứ hai cũng là F4 rồi. Ừ, bên phần thùng dầu nó hơi bị mớp vài chỗ, vận chuyển về nhiều máy cô chú nó va đập nên là mớp này. Cái này cũng mới lược đầy đủ. Đây thùng dầu bên trong nha cô chú, cũng còn rất là sáng luôn. Cái này thì cũng có chụp heo rồi đầy đủ nha cô chú. Ê, chụp heo quá. Máy này thì cũng nguyên bản luôn, bô e bô lửa nè. Mặt gan trước rồi như cô chú thấy. Nhưng máy này thì nó này là bong bóng rồi dòng xuyên ngoài đồ là nguyên viên hết nha cô chú. Thùng nước nó cũng là bên con bao không đủ không xì luôn. Rồi ốc heo lóc nè. Để em quay chi tiết cô chú coi máy hành thử. Để em đi một vòng máy. Này nó thông nó. Này bu lì. Số siêu của này là 726284 nha cô chú. Này cô chú chốt thì cô chú xịt số siêu ghi lại. Hoặc là chụp máy cho con nha, để con biết đóng để tránh lộn với hai máy này nha cô chú. Này cái này cũng tay phá nước rồi còn đầy đủ. Này nó chụp cò rồi nè. Máy này còn rất là đẹp. Giờ để con nhờ anh Tiền cắt máy luôn nha cô chú, để mất tránh mất thời gian cô chú. Chiều anh Tiền hết cơm rồi. Coi dầu của nó nè, còn rất là sáng, heo bụng rồi còn nguyên viên hết. Chú với giá là 3 triệu 3 bao ship nha cô chú. Cô chú làm được máy này thì liên hệ số điện thoại cho màn hình. Trong khi quay thì con nói gì thì số thì mong cô chú bỏ qua với phần bình luận nha cô chú. Đó, xin chào cô chú.